Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là két nước tản nhiệt động cơ của xe DU Lacetti 2010 phiên bản nhập khẩu máy 1.6 số sàn anh em nhé. Sản phẩm được ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là sản phẩm được sản xuất bởi công ty Hanon trực thuộc tập đoàn HCC của Hàn Quốc. Và đây là cái mã sản phẩm của nó là 1326-7650. Về cái cấu tạo của sản phẩm thì trong phần két thì được sản xuất 100% nguyên vật liệu chính, đó chính là các cái thép nhôm, hợp kim nhôm cao cấp, phần vai nhựa, tức là phần vai phía bên ngoài như chúng em hay gọi, đó chính là cái phần bằng nhựa ABS cao cấp. Đây, trên vai nó cũng dập luôn là halon này. Đấy, ở phiên bản này thì chúng ta cái phân biệt của cái 1.6 này giữa số sàn và số tự động là nó chỉ khác nhau ở cái đường dầu này thôi anh em nhé. Đó, thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái két nước tản nhiệt động cơ của DU Lacetti 1.6 xe nhập khẩu và số tự động. Đó, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.